Hi, cho đến anh em đồng bào chính trị ở lực, mình là Tlu Echita. Rất vui quay trở lại bạn nào trong video ngày hôm nay. Thì đây là một cái video tương đối bất thường của mình về cuộc đua Omega Google. Mình thì mình dự định cầm S98 đua cơ. Vì thực sự thì nó rất là hot hơn rất là nhiều, nó có độ cuốn hút hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì vì một vài lý do, trong đó có lý do quan trọng nhất, đó là mình muốn ông em của mình được thực hiện, được trải nghiệm cái cảm xúc cầm ác quyền vương 98 để đua. Vì con boss Omega Dugo thực sự là con boss mà ông em mình chủ cái ác Soman S8 nó rất là mong chờ và tích tụ rất là lâu rồi để hoàn thành cái team siêu tứ hồn của nó. Thì mình cũng rất là tôn trọng ý kiến của nó, cho nên là mình đã để nó cầm cái ác đấy để đua, để chủ yếu là cho nó cảm nhận được trọn vẹn cái không khí đua boss, cảm nhận được trọn vẹn cái cảm giác cầm con boss của chính mình, cầm về gọi là bàn tay mình, xây dựng nó lên như thế nào, lấy nó rồi trân trọng nó, đúng không? Cũng như là nuôi nó cho nó gọi là thành người đấy, đúng không? Thì khi đó thì nó sẽ tâm huyết với game hơn, và cảm giác thì thực sự nó gọi là chơi game một cách vui vẻ hơn, tâm huyết. Chứ không nhất thiết nó phải mạnh hay yếu cả các bạn ạ, quan trọng là nó tâm huyết. Thì thôi, mình không có cách nào khác, đúng không? Đành phải thất hứa với các anh em một lần, và bù lại thì mình vào S98 mình quay Omega Google thôi. Thực ra thì dù có làm video hay không làm video thì mình vẫn sẽ quay cái dương đặc biệt của Omega Google này, vì chắc chắn Omega Google nằm trong kế hoạch của tờ lũ S98 ở S98, chắc chắn nó nằm trong kế hoạch của mình. Có chăng là mình quyết định nó hơi gọi là muộn thôi. Thực sự trong chiều nay thì mình mới quyết định nó là sẽ lấy Omega Google. Dù nó mạnh hay nó yếu, nó vẫn sẽ nằm trong kế hoạch của mình. Còn kế hoạch như thế nào thì chỉ có thời gian thì mới trả lời được cho câu trả lời mà thôi, đúng không? Còn trước khi mình nói ra thì có lẽ rằng các bạn bây giờ cũng sẽ cho rằng mình là chém gió. Vì thực sự mình cũng chưa biết đằng nào một lần nữa các bạn ạ. Quyền vương 98 nó biến đổi khá nhiều so với server QQ. Thôi rồi, tạm thời thì mình sẽ quay tiếp đã, đúng không? Mốc tạm thời đầu tiên mình sẽ đạt tới là mốc 5.000 điểm. Khi mà mốc 5.000 điểm thì sẽ đạt được khoảng độ top 10. Và khi đó thì mới có cơ hội gọi là gì nhỉ, lấy được Omega Google ngay từ vòng 1. Rồi, mình sẽ mở rất là nhanh chóng thôi. Còn đâu nhận thì nhận sau, đúng không? Không có gì gọi là phải vội vàng cả. Rồi ok, lâu ngày không mở nên thành ra là kỹ năng mở hai lần tương đối gọi là gì nhỉ? Yếu đấy, đúng không? Rồi giờ mình thấy hụt quá nhiều hồn hiệu sức lửa các bạn ạ. Quá nhiều hồn hiệu sức lửa rồi. Hồn hiệu sức lửa này chỉ dành cho Mai thôi. Chứ còn đâu những cái tướng khác thì không cần thiết. Mà Mai thì mình đã full từ rất lâu rồi. Nó hy vọng nó ra mấy cái hồn hiệu ồn sách cho những cái tướng mới, đúng không? Đại loại như là cho tướng Ainis chẳng hạn này, thì nó sẽ tốt hơn. Chứ cho những cái tướng cũ thuộc hệ hỏa thì cũng được thôi, nhưng mà nó có vẻ là nó không cần thiết lắm này. Với hơn 50.000 kim cương này thì mình tin rằng là mình sẽ có được Omega Dugo. Rồi ok, hiện tại là top 50 với 2.400 điểm. 3.000 cũng không ngược vào được top 20 đâu các bạn ạ. 3.000 mình xin lỗi cũng không vào top 30. Đua boss khá nhiều lần rồi, đấy, hàng chục lần rồi, nhưng mà vẫn run tay run chân. Khổ lắm các bạn. Cảm xúc nó vẫn còn nguyên các bạn ạ. Rồi mình sẽ phải chém gió bớt đi một chút để dành cho cuộc đua này. Chán quá nhỉ. Nhưng thôi không sao, mình sẽ đổi nó ở trong cái sự kiện đổi sách chiếc lần tới. Có AX8 của mình thì công nhận quay thì hên hơn, khi mà cái đồ của nó là hữu dụng. Còn con này thì tương đối là vô dụng đấy. Rồi, mình đã vào top 29 rồi, đúng không? Top 29 rồi. 29.000 kim cương. À quên mất gì. À đúng rồi, top 29 và 29.000 kim cương. Mình mở tiếp thôi. 5.000 rồi các bạn. Còn có mấy 9 phút à? Thoải mái đúng không? 9 phút thì vẫn tương đối thoải mái. Rồi, mở hết 5.000 điểm, chính xác là 3.000 điểm, chúng ta đã có 80 mảnh rồi. Còn các mốc 4.000 điểm và mốc 5.000 điểm thì chỉ có thêm đá thần và hồn hiệu ồn sách thôi. Chứ còn đâu không có gọi là hồn vũ khí, cũng như là không có điểm. Gọi là không phải sâu, không gọi là, nó gọi là không có mảnh. Không có mảnh. Rồi tương đối ít dương kim cương nhỉ. Toàn mấy cái dương không cần thiết. Rồi túi kim cương lần này nó ra cũng rất là thấp các bạn ạ, rất là hạn chế. À đây rồi, quá nhiều taekwondo và cái con hồn lửa riếc gì đấy, đúng không? Không con này chút nào cả. Rồi hệ thống
9 phút nữa cơ mà. Mình cứ xúc miệng là 5.000 điểm đã rồi thì sao. Đủ 5.000 chưa nhỉ? 4.700. Còn 8 phút nữa cơ mà. Rồi nói chung thì cũng tương đối thoải mái rồi. Lại karate. Rồi gà ra nó chơi chiêu ghê nhỉ. Toàn mấy quyển rác. Karate, taekwondo. Đấy, quả này nó cho quả Muay Thái là thôi em cũng gọi là quỳ luôn này đúng không? Như vậy mình là 4 quyển này, trong đó thì 4 quyển đều gọi là không xài tới. Gà rán chơi ác quá. Rồi 4.940. Mình sẽ cho lên cái gì 5.000 đi đúng không? Cho nó hết mốc đi. Nhỡ may tí là mạng lác thì cũng không có gì phải tiếc nuối cả, đúng không? Mình còn 16.000 kim cương nữa. 16 mà chia cho 800 thì mình lên được khoảng 2.000 nữa. Tức là mình đua được khoảng 7.000, đúng không? Với lượng kim cương hiện tại. Có cần thêm kim cương không nhỉ? Để mình nghĩ một chút xem có cần thêm kim cương không. Rồi xem mấy ông trong hội quán thì có online không. Đây nó cũng thực ra không quan trọng lắm đúng không. Cucop online rồi. Rồi những sự kiện quan trọng như sự kiện này Cucop không thể nào không online được đúng không. Sumo cũng online luôn. Những thành viên máu mặt nhất đang online rồi. Mình kiểm tra chút trong top 10 xem có những ai. Rồi, đèn lồng đèn biếc cũng phải quay ra. Nói chung còn 7 phút mà các bạn ấy, tính ra thì nó cũng còn khá là nhiều thời gian. Còn khá nhiều thời gian. Xem nào, đảo qua một chút đây. Boss phế lên tới tận 11.000 rồi. Khá đấy đúng không? Khá đấy. Xem ai chiếm top 2. 10.600 là được top 2 thôi. À đâu cũng không. Không chắc các bạn, không chắc. Khi mà Ray Khang 10.500 vẫn hoàn toàn để lên được nữa, đúng không? Boss phế công nhận kinh thật đấy. Đây không phải clone các bạn. Boss phế không phải clone. Có súng tầm trà là cờ lo này đúng không? Đấy, súng tầm trà là cờ lo. Gạo xào ớt này, Hồng Anh, Lude Frey gì đấy. Rồi ok. Kensu. Rồi CA. Rồi hết rồi các bạn. Đấy, như vậy rất là ít người chơi chính đua trong lần này. Đấy, nó chơi khoảng 1/3. Còn lại là toàn mấy ông đấu đầu ấy đúng không? Ngoài gọi là ngoài top 20. Kỳ thật đúng không? À cái gì này? Xem sumo có online không? Có cho online chứ, mình vừa check cho sumo online mà. Đấy đúng không? Thực ra nó không quan trọng đúng không? Không quan trọng, chắc chắn ông mình sẽ online thôi. Đua boss mà không online còn online cái gì. 20:59 câu mình canh cứ như điên vô lý đua boss này không canh đúng không? Mình sẽ vượt qua súng tầm trà thôi. Mình cũng đoán rồi đúng không? Phải vượt qua súng tầm trà chứ sumo là chắc chắn là sẽ không chịu. Top 11 đâu, đấy là cái điều hết sức là dễ hiểu thôi, đúng không? Điều hết sức dễ hiểu thôi. Kể cả Yoshin 2012 thì chắc chắn là sẽ phải trên súng tầm trà. Và mình nghĩ rằng phải đạt mốc 6.000. Mình là mình sẽ đạt mốc 6.000. Rồi anh em trật tự đúng không? Ông ấy làm gì chả biết đúng không? Ông ấy làm gì chả biết. Rồi ok, tiện thể thì mình cái gì nhỉ? Quay cái nhận thêm tí xúc sắc đi, hôm nay cũng có sự kiện luôn. Ngoài ra còn được thêm cái hồn vũ khí Ainis nữa. Và chắc chắn là mình dùng Ainis trong đội hình chính rồi, đúng không? Tức là đội hình chính sau này đấy. Rồi mạng tương đối là chậm chậm nhỉ. Tương đối là chậm chậm. Vớ vẩn được lên được cái gì nhỉ? Vòng 5 thì ghê. Chưa bao giờ mình được vòng 5 các bạn. Rồi nhưng mà độ này chắc không được rồi. Độ này chắc không được rồi. Mình xem còn có thể nhận mấy lần nữa. 2 phát nữa. Thôi. Trong đó có một lần màn chính thì chán được rồi. Còn lần nữa thì xem ra hơi khó. Làm kim cương. Mình vẫn còn nguyên lợi tức nên là chẳng cần phải làm gì cả. Đúng không? Anh em ơi kìa chê. Ông anh em ơi với anh em ới ơi cái gì? Đúng không? Quải súng tầm trà. À đấy mình bảo rồi đúng không? Sumo đâu rồi? Đấy mình bảo rồi mẹ đúng không? Ông sumo mới điên lên là ông ấy
vào top ngay. Chứ cái lực của sumo mình biết khỏe lắm đúng không? Một khi nó đã có hứng lên thì tranh nhau gì cái top 10, công chỉ vớ vẩn. Đấy rồi, giờ Yoshin 2012 không biết còn lực không nhỉ? Mình còn 3 phút. Thôi rồi, tạm thời mình cứ lên 6.000 đi, trên Toli Linh thì cho nó chặn chặt. Hoặc là trên hẳn top 8 đi cho nó yên trí đúng không? Rồi. Lên bố mất cái gì 7.000 rồi đúng không? Quả này nó 7.000 mất rồi. Mình đang với ông bạn mình đang ngồi bên cạnh chém gió chút. Cuối cùng tay sumo lại lên. Tôi đoán vào ông này lại lên, ông này nói chung là lực thì khỏe lắm, có điều là có muốn hay là không muốn thôi. Quan trọng là có muốn hay là không muốn thôi. Nhưng mà ông này đã, nói chung là đã có hứng thú chơi trở lại. Mình cũng rất là vui khi mà sumo hứng thú chơi trở lại. Thì thực ra server mà kém đi mấy người nhiệt huyết thì nghe chừng là sẽ rất là buồn đúng không? Hạng 4 đến 6 thì Omega Rugal 4 sao luôn. Mình sẽ xem hạng 6 nào. Hạng 6 lên tới 7.000 điểm các bạn ạ. 7.000 điểm. 7.000 điểm. Yoshin 2012 thì không có dấu hiệu đua tiếp. Đúng không? Súng tầm trà thì chả nhẽ lại chơi khăm mình phát cuối à? Đúng chưa? Cái trường hợp đấy thì nó tương đối là khó đúng không? Trường hợp đấy tương đối là khó vì súng tầm trà chắc chắn là clone rồi. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ hài lòng với vị trí top 10. Đâu tốn kim cương chứ bây giờ lên 7.000 thì nó cũng chỉ gọi là hơn nhau, mình xem nào, nó hơn nhau bao nhiêu mảnh nhỉ? 80 mảnh, hơn nhau khoảng 70 mảnh à? 70 mảnh, 1.000 điểm 70 mảnh cũng tương đối đấy các bạn, nói chung nó cũng ngang ngang nhau nhỉ. Hay mình lên 7.000 điểm, 7.000 điểm xem nào. 7.000 điểm, 7.000 điểm. Thôi thì mình giành đua Chrysalis vòng 2, mình vẫn còn ham hố Chrysalis vòng 2. Chỉ còn mảnh vạn năng mình còn 800 mảnh. Còn 800 mảnh thì tương đối là dư giả đúng không? Tương đối dư giả. Còn 1 phút 50 giây. Ông chơi tín nữ thì toàn mảnh chuối đúng không? Có một tên ở bên server số 126 à, bạn cũng chơi tín nữ. Đào này hôm nó vừa sâu lúc chiều 134.000 kim cương. Quay xong rồi à? Chưa quay xong, 134.000 kim cương. Chưa xong rồi, còn 1 phút 30 giây. Vãi cả trường luôn. À, top 11 rồi này, không biết tên nào lên này. Thôi đành phải hạ tôi đi Linh xuống thôi các bạn này. Nguy hiểm phết đây đúng không? Nguy hiểm phết. Thôi rồi, mình sẽ phải tập trung đua. Thôi mình sẽ phải cho lên 6.000 thôi, đúng không? 6.000 hơn thôi. Không biết tên nào lên, à Kensu lên. Kensu được, Kensu khá máu đấy. Cái gì ạ? À, thế này mở một lần thế này. Mình có cách mở 20 lần nhanh mà, đúng không? Đây, đấy, các bạn thấy mở rất là nhanh đúng không? Rồi, nên cũng không xoắn lắm. 5.900 thôi. Thôi mình cho lên 6.000 thôi, chứ 7.000 chưa chắc là ăn được đâu. 4 đến 6 à? 7.000 không ăn được các bạn. Thực ra nó hơn nhau thì có khoảng độ 70 mảnh. Thì giá của nó cũng ngang nhau thôi đúng không? Nó cũng chả hơn được bao nhiêu cả. Nó cũng chả hơn được bao nhiêu cả. 7.000 thì được đấy. 7.000 là mình nghĩ là mình là ăn được top 4 đến top 6 đấy. Nhưng mà mình xin nhắc lại là nó không giải quyết được vấn đề gì. Quan trọng là nó không giải quyết được vấn đề gì các bạn ạ. 6.000 điểm mình nghĩ là hợp lý. Toli Linh thì không có dấu hiệu lên rồi. Ông nào ông ấy đua nháy ghê quá này. Kufi cũng không thấy dấu hiệu gì lên nhỉ. Thôi mình cho lên 100 điểm nữa cho chắc. Nếu mai ông ấy dở trứng ông ấy lại cái gì nhỉ. Lên thêm chút thì mệt người ra. 3 giây, 2 giây. Ok, kết thúc rồi. Rồi mình cán đích top 10 với 6.000 điểm, tương đối là chát đấy các bạn. Kể 5.000 điểm thì đẹp hơn đúng không? Nhưng mà không có đâu đúng không? Lấy đâu ra. Con bot này là một con bot tương đối hot. Rồi ok, như vậy. Top 1 server này là Kukop 14.000 điểm. Đấy 14.560 điểm. Mình đã bảo ông Ray Khang từ đầu rồi. Thực ra mình không nhắn với ông ý là mình đoán với các anh em từ đầu rồi đúng không? Đừng có chơi trội với Kukop trong cái server này. Ngày trước thì Kukop và Cheat đã kéo nhau lên tới 29.000 điểm ở con VC. Chỉ vì là gì nhỉ, muốn thể hiện là tranh nhau top 1 thôi. Nhưng mà Ray Khang nghe chừng lần này cái gì à, chưa gọi là thấm nhuần tư tưởng rồi đúng không? Ông lại lên 13.700 điểm. Thành ra Kukop nó phải lên đuổi theo. Và Kukop là một tay, nói chung là không phải nhanh tay. Cho nên là luôn luôn là cái đặt cái khoảng cách nó rơi vào khoảng độ 700 điểm trên 1.000 điểm. Và cụ thể lần này thì Kukop hơn Ray Khang hẳn 800 điểm. Điều này đảm bảo cho cái việc là không có nhanh chậm chân tay gì cả, đúng không? Rồi, top 10 bao nhiêu? 7.001 rồi, S bao nhiêu nhỉ? S39 top 10, người bạn mình vừa thông báo là 7.001. Đấy.
cập nhật tình hình chiến trận cho anh em theo dõi. Còn mình thì mình nghĩ 6.100 này không phải đắt quá, không phải đắt quá, nhưng mà nó cũng không phải là rẻ quá, đúng không? Một cái hình thức gọi là tương đối trung bình. 14.600 top 1. Rồi, top 1 là 14.600, như vậy là cũng ngang ngang, đúng không? 14.600 bên này 14.500. Nó top 2 với top 3 bên mình tương đối chát các bạn ạ. Lên tới 13.000, rất là sát sát nhau, đúng không? Top 4 thì tương đối hơi hơn một chút. Tuy nhiên thì mình có nói rồi, từ top 4 đến top 6 thì nó 4 sao thì nó cũng không hơn được gọi bao nhiêu cả. Nó chỉ hơn được khoảng độ 70 thẻ thôi. 70 thẻ thì 1.000 điểm thì nó cũng rơi vào khoảng độ khoảng độ bao nhiêu nhỉ? Mình vừa là khoảng độ 6.000 kim cương rồi, đúng không? 6.000 kim cương như vậy thì nó sẽ rơi vào khoảng độ là 80 kim cương một mảnh vạn năng. Khi mà trừ đi các chi phí, 80 kim cương mảnh vạn năng thì nó cũng tương đương với trong đấu trường hoặc đấu trường lên server thôi. Thì nó cũng mình gọi là nó đúng giá thôi. Mà đằng nào cũng có Omega Ru rồi. Đấy, cho nên là còn đâu thì mình lắp mảnh vạn năng. Còn đâu top 10 với top 11 thì thực ra nó tranh nhau rất là thấp. Nhưng vấn đề ở đây đó là top 11 thì không có Omega Google. Đấy, còn top 10 thì mới có Omega Google. Đấy là lý do mình phải leo lên top 10 như vậy. Không thì mình cũng sẽ ở top 20 cho nó lành. Top 20 nó rất là rẻ các bạn này. Có bao nhiêu? 4.100, 4.200 thôi, đúng không? Rồi, top 30 thì là 3.500. 3.000 điểm là không được mảnh thẻ nào luôn. Đấy. Và ngoài ra thì phần thưởng trong này thì nó có một cái phần thưởng mình thấy khá là mới mẻ. Đó là gì nhỉ? À, đây này các bạn này, nó có một cái dương rất là mới này. Đấy, nó có một cái dương mới. Dương này nó sẽ chứa đồ tăng đẳng và đồ tăng nguyên liệu. Đấy, mà ngày trước là nó không có đâu các bạn. Đấy, bây giờ nó mới ra. Bắt đầu từ Omega Google là nó sẽ có cái dương này. Đấy, tức là nó sẽ cho mình lên đẳng cam ngay lập tức, chứ không bắt mình là dùng cái nguyên liệu cũ hoặc là lột đồ những cái tướng ở cấp cao ra. Đấy, tương đối là thơm, đúng không? Giúp cho người chơi gọi là có động lực đối bốt hơn các bạn ạ. Đúng không? Đấy, rồi. Hút máu hơn này. Hút máu hơn này, trình độ hút máu của Gai Na càng ngày càng cao cấp hơn, đúng không? Từ từ nó cũng lên thôi. Rồi. Ok. Hóng Cubao 7 sao luôn. Rồi, trên các group thì đã bắt đầu hóng Cubao là 7 sao luôn. Điều đấy cũng dễ hiểu thôi, đúng không? Kéo nhau. Rồi, Ray Khang có một phát biểu mình cho rằng tương đối là gì nhỉ? Muộn màng thì bây giờ nhận ra nó là mẹ nó kéo nhau lên kéo nhau chết ức thật. Ông là người kéo lên đầu tiên chứ còn ai nữa, đúng không? Đấy. Rồi ông Cu Huy này tranh làm cái gì, không đủ kim cương. Ông có level 74 thôi và lực chiến có 250.